Đoạn clip này trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh một nhóm nam sinh viên đang hành hung một nam sinh viên khác ngay lối ra của một trường đại học, khiến nhiều sinh viên khác sợ hãi. Mặc dù đã có sự can ngăn và hô hoán của những người bên ngoài, nhưng các nam sinh vẫn tiếp tục ra tay. Thậm chí một nam sinh còn dùng vật cứng đập liên tiếp vào nạn nhân, khiến người này nằm gục. Thưa quý vị, theo tìm hiểu thì sự việc trong đoạn clip vừa rồi xảy ra tại Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Thông tin từ ông Hoàng Anh Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp với Công an phường Phú Diễn xác minh, làm rõ và có hình thức xử lý với những nam sinh viên liên quan. Đại diện phòng công tác sinh viên của trường này, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết, trước khi xảy ra ẩu đả, hai học sinh học cùng trường đã có mâu thuẫn rồi xảy ra xích mích dẫn đến xô xát. Về phía nam sinh viên bị hành hung, bà Tâm cũng cho biết sức khỏe của nam sinh viên này bình thường, không có thương tích nặng. Thưa quý vị, thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, cơ quan này hiện đang điều tra, xác minh làm rõ vụ xô xát để xử lý theo quy định. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc khi có diễn biến mới tại địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên ấn like, đăng ký theo dõi và bật nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức từ chúng tôi.